Chiều nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Nguyễn Văn Quảng, chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo để thảo luận, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo, thành viên Ban chỉ đạo, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và cho ý kiến đối với nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, cùng các nội dung khác thuộc thẩm quyền. Ban chỉ đạo thành phố đã thảo luận cho ý kiến đối với các nội dung về các khó khăn vướng mắt trong việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, tiến độ các vụ án vụ việc ban chỉ đạo thành phố theo dõi chỉ đạo, bổ sung một vụ việc vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết số 04 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ, kết quả xử lý đơn thư liên quan phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đến nay, Tòa án Nhân dân thành phố đã đưa ra xét xử được 4 trên 10 vụ thuộc diện Ban chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo đã thu hồi phong tỏa tài khoản được hơn 129 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 85,9% và kiến nghị thu hồi hơn 3.000 m2 đất. Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận những kết quả tích cực đã đạt được sau một năm thành lập Ban chỉ đạo và thống nhất bổ sung một vụ việc vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đề nghị cấp ủy các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục phối hợp để tháo gỡ các khó khăn vướng mắt để nhanh tiến độ xác minh điều tra truy tố xét xử Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện dứt điểm các kiến nghị theo kết luận của thanh tra chính phủ và kiểm toán nhà nước. Giao ban tổ chức thành ủy tham mưu chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ đảng viên, đề nghị các cấp ủy đảng quan tâm tuyên truyền giáo dục, phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, gắn xây với chống, lấy xây để chống, lấy phòng là chính, bên cạnh việc tập trung xử lý nghiêm hành vi tham nhũng tiêu cực.